con gì vậy, con gì vậy? Ê, đừng có đụng mình, Hả? Con dơi ơi, ăn khoai tây chiên, hấp dẫn, quá. Một cây váy, toàn là đồ ăn thôi. Chiên Channel. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy nhấn nút thích video ở đây, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh Kang Channel của bé Na thì hãy nhấn nút màu đỏ ở đây nha, để có thể xem được những video hay nhất của bé Na đó. Tắm rửa xong rồi, bây giờ mình phải thay quần áo đẹp để mình đi chơi đây. Mình sắp đi ăn sinh nhật rồi đó. Để xem trong tủ có những bộ quần áo nào nha. Cái quần kim tuyến nè, cái áo đầm màu xanh, cái áo đầm màu trắng. Cái này nhìn cũng buồn chán quá à. Trên này trống trơn, không có hình gì hết trơn. Cái áo này cũng vậy, cái áo này không có hình gì hết. Thiệt là buồn quá. À, mình nhớ ra rồi, mình phải mang quần áo đi tới chỗ này mới được. Các bạn biết không, ở đằng kia có một cái tiệm chuyên thiết kế lại hoa văn cho quần áo đó. Bây giờ, búp bê Barbie phải cho quần áo cũ này vào trong cái thùng xe. Rồi mình sẽ chạy tới chỗ đó để nhờ cô ấy thiết kế lại quần áo cho mình. À, đợi nón bảo hiểm vô. Nổ máy và đi thôi. Đi tới tiệm thiết kế hoa văn quần áo nè. Đường còn xa quá, đi hoài không thấy tới gì ta. À, ra được đường lộ rồi. Xung quanh đường này nhiều cây cỏ quá à. Ê, con gì vậy, Ê, đừng có đụng mình. Hả? Con dơi. Ở đây có nhiều cây quá nên con dơi nó sống nè. Nó vừa đập cái cánh vô mặt mình luôn á. Hên là mình lái giỏi, chứ không là mình bị té rồi. Hú hồn. Thôi phải chạy chậm chậm lại mới được. Hả? Nè, em dê. Em dê, sao cản đường vậy? Em dê này đã đi chậm rồi còn cản đường, mình không có chạy được nữa nè. Dê, dê. Nè, em không có né qua một bên là chị dí em luôn nha. Đúng rồi, phải chạy nhanh như vậy. Đúng rồi. Ờ, giỏi, biết né ra, đúng rồi. Né ra chị mới chạy được chứ. Mình chạy xe máy là nhanh nhất trên đời. Ê, mấy bạn có nghe tiếng con gì không vậy? Ôi, ở đâu có con beo vậy? Hả, tiêu rồi, chắc con beo nó từ trong rừng nó đi xuống rồi. Chạy nhanh, ôi, cái xe mình bị gì vậy? Đừng nha. Cuối cùng cũng chạy tới được cái tiệm thiết kế quần áo rồi. Hồi nãy mình tưởng cái xe mình hư giữa đường rồi chứ. Hên là không sao. Thôi bây giờ đem quần áo vô, nhờ chị Barbie thiết kế lại quần áo mình cho nó thiệt là đẹp mới được. Ủa, cái nhà này không có chuông. Thôi gõ cửa vậy. Có ai ở nhà không? Em muốn sửa quần áo. Có. Bạn muốn làm gì? Mình có mấy bộ quần áo mà nhìn buồn chán quá. Không có hoa văn, không có hình dáng gì hết. Nhờ bạn sửa giùm cho mình. Dễ thôi, đem vô đi, mình sẽ thiết kế cho. Mời vô. Đây, vô đây. Bây giờ bạn muốn thiết kế như thế nào thì bạn nói đi. Quần áo của mình, nhìn nè, chỉ có vải và màu thôi à. Không có hoa văn, không có hình gì hết trơn á. Nhìn buồn quá. Áo đầm này cũng vậy nè. Bạn có cách nào thiết kế cho nó đẹp hơn không? Có, ở đây mình có rất là nhiều hoa văn. Bạn qua đây, mình cho bạn lựa nè. Đó, đây là hình những cô gái, hình gương mặt cười, hình trái cây, thức ăn, cái nơ, trái tim, hình viên kim cương nữa. Bạn chọn ra một thứ mình sẽ làm cho. Wow, đúng là ở đây có nhiều mẫu hoa văn quá, mẫu nào cũng đẹp hết. Mình sẽ chọn chiếc nơ này đi. À, có đôi mắt kiến nữa nè. Wow, đôi mắt kiến dễ thương chưa, màu xanh luôn. À, còn có ông mặt trời nữa. Được á. Rồi, mình sẽ chọn những thứ này. Rồi, được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ dùng cái khuôn này. Đây là cái khuôn, nó giống như mannequin vậy đó, để mặc quần áo vô. Rồi, cái cây này hay lắm nha. Nó có thể cho hoa văn dính vào trong quần áo được đó. Rồi, để cho dễ hiểu, bây giờ mình sẽ làm cho bạn xem nè. Đầu tiên, mình sẽ mặc cái áo vào trong cái mannequin này. Mannequin là những người mẫu
bằng nhựa mà mấy bạn hay thấy ở tiệm quần áo người ta hay để đó. Đây, gắn vô đây. Bây giờ cái áo đã nằm trên đây rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế hoa văn lên nha. Đầu tiên là mình sẽ dùng cái hoa văn hình ngôi sao màu xanh. Chúng ta thiết kế gắn ở đâu thì tùy ý chúng ta, miễn sao cái áo đẹp lên là được. Đây, hôm nay sẽ gắn ở đây và sau đó dùng cái cây để nhấn xuống. Ngôi sao, ngôi sao, ngôi sao. Đó, chúng ta cứ nhấn đè xuống. À, chưa được, chưa được. Chúng ta phải đè mạnh hơn. Thật ra cái này tụi mình cũng hay làm nè. Cũng mua những cái hoa văn ngoài chợ, rồi xong rồi về dùng bàn ủi để dán lên trên quần áo. Nhưng mà phải dùng bàn ủi nóng nên rất là nguy hiểm. Còn cái này thì chúng ta không cần dùng bàn ủi, chỉ cần dùng cái cây đè mạnh xuống là sẽ được thôi. Nè, chúng ta được một cái ngôi sao rồi đó. Bây giờ chúng ta lại làm tiếp là hình chiếc nơ nha. Cách làm rất là đơn giản. Ở dưới đây nó có keo nè các bạn. Nhưng mà keo này khi mình dán vô mình không cần phải dùng bàn ủi. Dùng bàn ủi thì rất là nguy hiểm đúng không mấy bạn? Nó nóng lắm, dễ làm cho chúng ta bị phỏng nữa. Mà tụi mình là con nít mà, tụi mình chỉ dùng cái cây trong bộ đồ chơi mới này của bé Na thôi. Chúng ta có thể dán những hoa văn này lên quần áo của chúng ta rồi. Wow, được một chiếc nơ. Chúng ta lại tiếp tục làm kim cương nha. Kim cương này dễ thương quá. Rồi, mình sẽ gắn ở đây, trang trí cho cái cổ áo thiệt là đẹp luôn. Ý, được rồi, được rồi, kéo ra thôi. Wow, đẹp quá. Rồi, chúng ta lại tiếp tục gắn một đôi mắt kính ở đây. Và cũng đè mạnh xuống. Gỡ ra. Wow, được rồi, được rồi. Một ông mặt trời. Ông mặt trời. Được rồi, gỡ ra. Và trái tim. Được chưa, được chưa? À, chưa được, chưa được. Phải sáng đèn lên mới được. Được chưa, được chưa? Ba, được rồi. Còn ở phía dưới mình sẽ làm trái tim. Ba trái tim luôn. Đây, mình sẽ dán cùng một lúc hai hình. Và sau đó chúng ta sẽ đè mạnh nó xuống thì chúng ta sẽ được những trái tim. Được chưa, được chưa? À, sáng đèn lên rồi. Vậy là được rồi đó. Xong, các bạn nhìn xem, cái áo đã hoàn thành rồi nè. Có rất là nhiều hoa văn ở trên cái áo luôn đúng không? Bây giờ chúng ta coi lại cái áo cũ nha. Cái áo cũ thì rất là buồn chán, không có hình gì hết. Còn cái áo mới nè, có ngôi sao, có cái nơ, có ông mặt trời nữa. Wow, hay quá, hay quá à. Vậy có làm được trên cái váy không? Được chứ, được chứ. Ở đây mình có một cái váy nè, để mình làm cho bạn xem nha. Đây là cái váy hai màu. Đó, cái váy màu vàng xanh xanh và màu hồng. Bây giờ chúng ta cũng sẽ mặc vào cho mannequin nha. Rồi, chúng ta mặc vô. Sau đó chúng ta sẽ thiết kế những cái hình dáng lên trên cái váy. Rồi, bây giờ bé Na có ý tưởng như sau. Chúng ta sẽ gắn những cái gương mặt cười ở cái vòng eo của cái váy nha. Chúng ta sẽ dán một lúc 3 hình luôn. Sau đó chúng ta mới dùng dụng cụ để đè xuống. Bắt đầu, đè xuống thôi. Cười trái tim nè. Cười, 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 cười. Được chưa, được chưa? Sáng đèn rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Hình số 2. Sáng đèn chưa? Sáng đèn luôn rồi. Và hình số 3. Được chưa, được chưa? Sáng đèn luôn rồi. Yeah. Ba gương mặt này đang cười tươi, thiệt là tươi nè. Con người chúng ta khi nào là vui nhất? À, khi được ăn. Vậy thì mình sẽ cho một ly kem vô đây, một cái bánh cupcake và trái dâu. Bây giờ sẽ ăn trái dâu. Ăn, 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 ăn trái dâu nè. Ăn, 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 ăn. Ăn cái bánh cupcake luôn. Ăn, 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 ăn. Ăn
luôn ly kem luôn. Wow, ly kem ngon quá, ly kem ngon quá. Rồi, sáng đen rồi, chúng ta sẽ gỡ ra thôi. Ăn cái dầu, ăn cái bánh xúc cát, ăn ly kem. Và tiếp tục là khoai tây chiên, và kèm theo miếng dưa hấu nữa. À, còn bánh pizza nữa. Rồi, ăn khoai tây chiên, ăn khoai tây chiên. Hấp dẫn quá. Một cái váy toàn là đồ ăn thôi. Pizza, pizza, pizza. Ăn cái bánh pizza, ăn cái bánh pizza. Gỡ ra luôn. Tiếp tục, tiếp tục. Mình sẽ ăn miếng dưa hấu trắng miệng nè. Ăn, 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 ăn. Wow. Đây, các bạn nhìn xem. Cái váy cũ không có hình dáng gì hết. Còn cái váy sau khi thiết kế hoa văn xong thì toàn là đồ ăn, thiệt là dễ thương nè. Xong rồi đó. Ý các bạn ơi, các bạn nhìn xem, mình mặc bộ quần áo này dễ thương không? Cái áo và cái váy nè, đẹp quá đúng không các bạn? Quần áo của mình hết buồn chán rồi. Ủa mà chị chủ tiệm ơi, ở đây mình có làm cho cái áo đầm không? Có chứ, có chứ. Ở đây mình có sẵn cái áo đầm nè, để bây giờ mình thiết kế cho bạn xem luôn nha. Đây là cái áo đầm chấm bi. Bây giờ mình cũng sẽ thiết kế hoa văn đây. Cái áo đầm chấm bi này nền màu trắng và có cái chấm màu đen. Vậy thì đầu tiên mình sẽ mặc vào cho mannequin. Rồi chúng ta mặc vô. Sau đó chúng ta sẽ cho những hoa văn lên nha. Cái áo khi chưa có hoa văn thì nó buồn chán như thế này đây. Rồi bây giờ chúng ta lựa chọn hoa văn nè. À, có con ngựa Bonnie. Còn có cầu vồng nữa kìa. Cầu vồng đẹp quá. Mình sẽ chọn cầu vồng nè. Rồi mình chọn hình trái tim này. Wow, nhiều hình quá. Rồi bây giờ mình sẽ cho cầu vồng ở trước ngực nha. Tại vì cái áo này đã có chấm bi rồi, cho nên mình chỉ cần dán vài hình là được. Cầu vồng dưới mưa. Và một hình cái đôi môi trái tim. Sáng đen rồi, gỡ lên thôi. Rồi, đây là cái gì mấy bạn biết không? Đây là cây xương rồng đó. Cây xương rồng này có nhiều gai lắm. Ở ngoài đời chúng ta đừng có đụng nhiều vô cây xương rồng nha. Nó có gai đâm vô chảy máu á. Một cây xương rồng. Sau đó mình sẽ cho cái tim vô. Trái tim, trái tim. Cho thêm một hình nữa. Mấy bạn nhìn thấy đó là hình gì? Cây xương rồng rất là yêu thương trái thơm. Hai cái áo nè, áo cũ và áo mới nè. Các bạn nhìn thấy áo mới của chúng ta đẹp hơn hẳn luôn đúng không? Wow, mặc vô rồi nè mấy bạn ơi. Đẹp quá à. Bạn tới gần hơn để cho mấy bạn đang xem video nhìn rõ đi. Đây đây đây, mấy bạn nhìn nè. Ủa, vậy có thiết kế cái quần không? Có chứ. Thiết kế quần mình cũng làm luôn đó. Đâu vậy, bạn làm thử mình xem. Ở đây có quần không? Có, đây nè, mình có cái quần yếm nè. Quần yếm này làm bằng vải rin. Ở đây nó cũng chưa có hình gì hết. Bây giờ mình sẽ thiết kế hoa văn cho cái quần yếm này nha. Ha, đẹp quá à. Mình rất là thích mặc quần yếm. Bé Na cũng rất là thích mặc quần yếm giống vậy á mấy bạn. Nhìn nó dễ thương và nó nhí nhảnh lắm á. Các bạn nào có sở thích giống bé Na không? Nhớ bình luận cho bé Na biết với nha. Rồi bây giờ bé Na sẽ dùng gương mặt của cô Barbie ở ngay trước ngực. Và đây là con hồng hạc với hai trái tim và những viên kim cương. Đó, viên kim cương màu xanh rồi viên kim cương màu hồng. Xong, đây đã thiết kế xong rồi nè. Bây giờ bạn hãy mặc vào đi. Mặc cái quần yếm này là phải có cái áo nữa. Đúng rồi, lấy cái áo màu tím kia đi. Mặc vô hai cái sẽ rất là hợp. Đâu đâu, để mình mặc vô thử nha. Thập tay vô. Rất là dễ mặc, quần yếm dễ mặc lắm mấy bạn. À, đẹp quá các bạn ơi. Quần yếm này mặc rất là đẹp luôn phải không mấy bạn? Wow, đẹp thiệt. Bé Na ước gì bé Na cũng có một bộ quần áo giống vậy. Rồi, cảm ơn nhà thiết kế nha. Bây giờ mình phải về để đi ăn sinh nhật nữa. Ừ, không có gì.
Khi nào cần thiết kế quần áo thì hãy mang lại đây cho mình nha. Cảm ơn. Mình đi về đây. Các bạn ơi, bộ thiết kế hoa văn cho quần áo là hộp đồ chơi mới bé Na mới vừa mua được của hãng Barbie đó. Hãng Barbie thiết kế ra bộ đồ chơi này thiệt là hay luôn. Đây là hàng chính hãng nên bé Na mua đến 35 đô lận, là khoảng 700-800 nghìn Việt Nam mình á. Hộp đồ chơi này rất là xịn luôn và rất là đẹp nữa. Hộp đồ chơi này làm cho mình có óc sáng tạo nè. Và để bé Na mở hộp cho các bạn xem nha. Phải cắt ra. Cô nàng Barbie chính hãng này rất là xinh đẹp đúng không mấy bạn? Cô ấy đeo một cái sợi dây chuyền hình đôi mắt kiến, mang đôi giày cao gót màu đen và mặc cái quần rin yếm này rất là đẹp luôn. Và mái tóc thì lại là màu vàng. Đẹp quá, đẹp quá. Và cái cây này mấy bạn cũng biết rồi đúng không? Cái cây này có biểu tượng hình Barbie nè, dùng để nhấn sticker dán vào trong quần áo. Và đây có một cái áo nè. Cái áo này là sọc đen trắng, và cái váy và một cái áo đầm. Ngoài ra còn có mannequin nữa. Mannequin này để mặc quần áo vô rồi chúng ta sẽ dán sticker lên nè. Còn ở đây có rất là nhiều sticker. Cái này hồi nãy mấy Na đã dán cho mấy bạn xem rồi đó. Và cách chơi của bộ đồ chơi này là chúng ta sẽ cắt những sticker này ra. Các bạn nhìn thấy không? Đây, những cô gái tóc dài, tóc xù, rồi những chiếc nơ, trái tim, cây xương rồng, mắt kiến, có đồ ăn nữa. Còn bên đây là cô gái biểu tượng búp bê Barbie. Rồi đồ ăn, pizza, có con chó nữa kìa, có ngựa Bonnie nữa. Hồi nãy mình quên dán rồi. Và để chơi được thì chúng ta phải cắt nhỏ những cái sticker này ra. Sau đó chúng ta sẽ dán lên quần áo và dùng cái cây màu hồng đó để nhấn xuống. Vậy là chúng ta đã thiết kế xong rồi đó. Hộp đồ chơi này vui quá đúng không mấy bạn? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.